Chào tất cả các bạn, trong trường hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một chức năng khá là hay trong phần mềm premier Đây là chức năng Blending Mood, hay gọi là chế độ hòa trộn Để bạn có thể tạo ra được những hiệu ứng khá là đẹp Như một số video mình đã thường dẫn các bạn như là các bạn có thể làm uh, hiệu ứng đấu băng khung hình này Hay bạn có thể làm hiệu ứng tuyết rơi hay là hiệu ứng ánh sáng chiếu qua Cũng như các bạn có thể chỉnh sửa cái màu sắc từ cái blending mode này nó khá là hay nếu sau này các bạn sử dụng quen thì các bạn sẽ làm được thì cái chế độ hòa trộn blending mode này nếu bạn nào đã làm nhiều trên photoshop thì các bạn đã không quá xa lạ với nó rồi à, một cái chế độ mà các bạn dùng rất nhiều để bạn tạo ra những cái hiệu ứng cho ảnh khá là đẹp mắt các bạn nhé thì đối với video thì mình cũng áp dụng như vậy thôi à, nếu mới đầu mà bạn chưa quen thì bạn cứ áp dụng từ từng chức năng để bạn hiểu hơn về nó thì sau này bạn làm nó sẽ chuyên nghiệp hơn các bạn nhé thì để mô tả cho các bạn đầu tiên mình sẽ có một cái video thế này đầu tiên là mình muốn làm một cái hiệu ứng chẳng hạn như là tuyết rơi chẳng hạn thì mình sẽ create một cái video hiệu ứng tuyết rơi này cái hiệu ứng tuyết rơi này các bạn kiếm ở trên mạng nó khá là nhiều thôi lên youtube các bạn search hiệu ứng tuyết rơi thì sẽ rất nhiều những cái video nó có nền xanh hay là nền đen thì tùy các bạn chọn nhé ở đây thì mình sẽ cắt lên một cái đoạn mà mình muốn thôi ở đây mình có thể click chuột phải và mình sẽ xét cho nó full size bằng với cái đoạn video bạn nhé ở đây các bạn thấy rằng cái hiệu ứng tuyết rơi của mình bình thường thì nó là một cái video nền đen và nó có hiệu ứng tuyết rơi thế này ở đây các bạn chú ý cho mình này nó có hai cái phân biệt rõ màu sắc Đây là một cái nền đen và cái tuyết rơi màu trắng ở đây mình chỉ muốn giữ lại cái tuyết rơi thôi còn mình bỏ cái nền đen này đi để cho nó hòa vào trong cái video dưới gốc của mình này à, thì bạn chú ý ở trong cái phần uh, effect control có phần uh, bending mode này các bạn mở ra các bạn chú ý cho mình nhé ở cái phần uh, ở trên này như phần multi line này, phần dark này thì nó lại sẽ giữ lại cái vùng tối và nó loại những cái vùng sáng này đi. Ở trong trường hợp bạn có một đoạn video nào đấy bạn muốn giữ lại cái vùng tối ấy, thì bạn sẽ chọn cái chế độ trên này nhá. Còn cái phần dưới này, phần light -stone này, phần screen này nó sẽ loại bỏ những vùng tối và nó giữ lại vùng sáng bạn nhá. Ở đây mình sẽ chọn thử cho bạn cái chức năng như, hạn như screen bạn nhá. Đấy bạn thấy rằng lập tức là những cái vùng tối nó bị bỏ đi và nó chỉ còn giữ lại những cái vùng sáng thôi. À, có nghĩa là những cái tuyết rơi này mà thấy như này nó ưng ý chưa thì bạn sẽ chọn nhé thì nếu mà bạn chưa ưng ý, ý ấy, thì bạn có thể giảm opacity hoặc là bạn chọn sang chế độ khác như lightstone này thì bạn thấy rằng những cái tuyết của mình nó sẽ nhỏ hơn ít hơn nhưng mà nó rõ cái tuyết hơn thì đấy là tùy theo cái video của bạn có nữa các bạn nhé chứ không phải cái nào nó giống nhau Vì vậy mình cứ chọn nó phù hợp. ở đây các bạn cần chú ý cho mình này, cái phần như multi -line này, phần vùng trên này, nó phân theo từng vùng các bạn nhé. là nó sẽ giữ lại những cái vùng tối còn bỏ những vùng sáng. còn ở cái phần này nó sẽ giữ lại những cái vùng sáng và bỏ những cái vùng tối các bạn nhé. nó gồm những chế độ như light stand này, screen này. ở trên này nó có những chế độ như darken này, multi -line này là những chế độ mà mình hay sử dụng các bạn nhé. còn những cái chế độ dưới này thì các bạn sẽ cứ thử nhé, là nó sẽ cho các bạn những hiệu ứng mà các bạn thấy rằng nó khá hay. vì cái này nói thì nó rất tốn thời gian nên các bạn cứ áp dụng thử từ từng cái một để các bạn bạn chọn lọc được những cái mà mìnhưng ý, ý các bạn nhá. Tiếp theo nữa là mình muốn áp dụng một cái hiệu ứng dạng như là hoa đào rơi chẳng hạn thì mình có một cái hiệu ứng cánh hoa đào rơi các bạn nhá. Mình thả ra đây này. này. Ở đây mình sẽ lấy một cái đoạn mà mình cần nhé. Ở đây mình lại chuột phải, mình sẽ xét cho nó full size. qua thấy rằng mình có hiệu ứng hoa đào rơi này và những cánh hoa này nó màu đỏ nhưng nó vẫn là tông dạng màu sáng các bạn nhé Còn những cái vùng màu nền này nó màu đen này, mình muốn loại cái vùng nền này thì mình sẽ tiếp tục mình chọn vào cái chế độ Hỏi trộn nhé, mình chọn vào cái hiệu ứng hoa đào này à, Sau đấy là mình sẽ chọn vào cái phần blending mode bạn này Ở đây thì mình tiếp tục mình sẽ chọn vào cái chế độ Là lighten các bạn nhé Đấy bạn thấy rằng ở đây mình sẽ có được cái hiệu ứng này Những cánh hoa nó được giữ lại Còn cái nền nó bỏ đi bạn thấy chưa Thì đối với những video này các bạn làm những video Dạng ảo ảo thì nó cũng khá hay Ở đây nếu bạn chưa ưng thì bạn chọn lại chế độ khác Như screen này để cho xem nó có thay đổi hơn Thì bạn thấy rằng Khi mình chọn sang screen thì những cái hoa nó sẽ phát sáng nữa thì nó sẽ nhìn nó lại cũng sẽ đẹp hơn hoặc là nó phù hợp hơn đấy thì bạn sẽ chọn các bạn nha còn nếu bạn muốn cái hoa nó thật ấy, nó tự nhiên thì bạn có thể chọn vào cái phần light này thì cái cái phần cánh hoa nó không không quá sáng đấy thì ở mỗi chế độ thì nó lại có mỗi cái hiển thị khác nhau à, còn trong trường hợp mà các bạn chưa ưng lắm đó, thì bạn có thể chỉnh sửa cho mình ở cái phần uh, lumetri này bạn đấy bạn có thể kéo ở trong cái phần contract này à, những cái độ tương phản hay là những cái phần sáng phần tối bạn kéo lại này hay ở cái phần này các bạn có thể kéo được này thế bạn thấy chưa nó sẽ thay đổi chưa bạn kéo nó sẽ sáng hẳn lên này hoặc là bạn kéo lùi về đây nó sẽ tối này đấy nó mở đi này ở cái phần con check này bạn cứ kéo này thì những cái mà nếu mà mình chưa nghĩ thì một là các bạn có thể giảm bớt ở phần opacity này để cho nó nhạt bớt này hai là bạn có thể chỉnh ở chiếc cái phần uh, uh này ở trong cái phần uh, độ tương phản cũng như độ sáng tối của nó này, để nó ra được một cái mà chuẩn của các bạn vẫn nghĩ nhá vì không phải là cái nào nó cũng giống nhau cả ở cái chế độ hòa trộn này để để mình hòa trộn lại với nhau để mình chọn ra được một cái hiệu ứng nó phù hợp nhất cho mình các bạn nhé tiếp theo là mình có một hiệu ứng nữa mà các bạn thấy rằng có những cái flash như kiểu là hiệu, hiệu ứng ánh nắng hay là hiệu ứng ánh sáng chiếu qua đó mà trong một số video mà các bạn thấy rằng rất là đẹp đấy thực ra khi đi quay thì nó không bao giờ nó được những hiệu ứng như vậy chẳng hạn như bạn phải quay vào hoàng hôn hay là quay vào buổi sáng ban mai nó có ánh nắng mặt trời đấy, thì nó rất khó vậy người ta sử dụng những cái flash đưa vào đấy những cái hiệu ứng ánh sáng có sẵn những chùm sáng đấy. chẳng hạn như mình có một cái hiệu ứng này bạn thấy rằng có ánh sáng chiếu đấy đúng không thì bạn sẽ chọn cái phần ánh sáng mà mình mong muốn chẳng hạn như mình muốn lấy ở cái đoạn ánh sáng nào đấy thì mình uh, cắt nó ra sau đó mình đưa nó vào cái đoạn video của mình ví dụ như là ánh mặt trời này buổi sáng này hay là ánh hoàng hôn này thì nó tùy theo cái góc mà bạn đưa nhé thì bạn di chuyển phù hợp nhé ở đây thì mình chỉ làm mô tả cho các bạn rõ thôi đây mình muốn có một cái đoạn này nó có ánh sáng thì tiếp tục mình chọn lên cái hiệu ứng flash này mình sẽ cho nó full size này đây, bạn thấy rằng đây cái ánh sáng chiếu đây ở đây này mà nếu trong trường hợp mà bạn muốn cái góc này nó di chuyển lên trên hay di chuyển nó góc nào đây thì bạn sẽ chỉnh trong cái phần uh, position này nhá và cái phần uh, rotation này thì cái này thì mình đã nói rất nhiều những cái bài cơ bản rồi ở đây thì các bạn lại tiếp tục bạn dùng chế độ hòa trộn thôi vẫn tiếp tục là các bạn sẽ loại bỏ những cái vùng tối và giữ lại vùng sáng thì mình sử dụng cái chế độ đấy là screen hoặc là cái chế độ light stand, các bạn nhé ở đây mình sẽ chọn này ở đây khi các bạn vào các bạn sẽ thấy rằng là mình có được một cái À, đấy cái flash chuyển qua thế này ở đây nếu bạn thấy rằng cái flash của mình nó nhỏ quá hoặc là nó bị to quá đấy thì các bạn có thể uh, scale nó lại cho phù hợp bạn nhé ở đây chúng bạn thấy rằng nó chói quá thì bạn có thể giảm vào cái phần opacity này xuống này ví dụ như bạn giảm xuống nó chỉ còn khoảng tầm mấy chục phần trăm thôi hoặc là những cái phần trăm mà sao nó ưng ý, ý các bạn đấy và các bạn có thể chọn còn 40 phần trăm thôi đấy nó sẽ không bị chói quá đấy đối với những cái này khi các bạn sử dụng những cái flash hay là những cái dạng hiệu ứng ánh sáng chiếu đây mà nó phù hợp đây như kiểu là tiền nắng này thì rất cực kỳ đẹp bạn nhé ở đây chỉ là cách làm thôi còn sau này các bạn ứng dụng vào trong cái đoạn video của mình thì bạn sẽ làm cho nó phù hợp hơn các bạn nhé rồi tiếp theo để mô tả cho các bạn thì mình sẽ đưa vào một đoạn video mình đã từng hướng dẫn các bạn cái hiệu ứng đóng băng hình đấy à, thì mình cũng áp dụng trên hỏi trộn ở đây chúng mình có một đoạn video này và mình muốn làm cho người này đóng băng ở trong một khung khung hình nào đấy thì bình thường khi các bạn làm đóng băng thì các bạn sẽ phải dạng mát vùng chọn của đối tượng đấy hoặc là các bạn chụp lại cái phim đấy và bạn tách cái đối tượng này ra thì nó sẽ rất tốn thời gian hoặc là đố một số cảnh nó có thể sử dụng chế độ hòa trộn được thì mình sẽ sử dụng chế độ hòa trộn cho nhanh các bạn nhé ví dụ như cái này các bạn thấy rằng đường người đối tượng của mình này là nó tách biệt với nền đấy thì mình sẽ áp dụng cái chế độ hòa trộn được thì mình sẽ nhân đôi cái đoạn video này lên các bạn nhé sau đấy là mình muốn rằng đóng băng ở một đoạn nào đấy ví dụ mình muốn đóng băng ở đoạn giữa cho bạn dễ nhìn nhá thì các bạn chỉ việc chọn vào đó sau này các bạn giữ ở cái phim đấy các bạn click chuột phải bạn sẽ chọn cho mình cái thuộc tính là Add phim hù với cái thuộc tính Add phim hù này thì nó sẽ biến cái đoạn đằng sau này ra là một cái bức ảnh các bạn nhé còn cái đoạn trước này mình bỏ đi nhá vì mình muốn nó chỉ đóng băng ở cái phần này thôi ở đây các bạn chọn vào cái mình vừa đóng băng này nè, giữ lại cái cái phim này sau đây các bạn sẽ chọn vào cái chế độ hòa trộn bên Linh nhá còn nhé các bạn phân tích cho mình trước này ở đây như mình đã nói video trước đấy là ở đây là nó sẽ là cái vùng sáng này mình muốn loại bỏ và mình chỉ muốn giữ lại cái đối tượng là người đàn ông này là vùng tối đúng không? thì mình sẽ không sử dụng cái chế độ hòa trộn như lúc nãy là mình sử dụng cái screen và cái light giống như kiểu hiệu ứng tuyết rơi hay là hiệu ứng cánh hoa đào rơi về có cái nền đen đấy Ở đây thì mình sẽ dùng ngược lại thì ở đây các bạn phải sử dụng cái cho mình cái chế độ multi line này hoặc chế độ darken này để nó loại bỏ những cái vùng sáng và nó giữ lại cái vùng tối nhá. Mình ví dụ mình sử dụng cái chế độ là darken này. Đấy bạn thấy chưa? Khi mình chọn chế độ hòa trộn này thì lập tức là nó giữ được lại cái hình của người đàn ông này, còn cái vùng sáng xung quanh nó sẽ bỏ đi. Các bạn sẽ thấy rằng ở đây nó sẽ là có cái chuyển động này như kiểu lại đến đây thì nó sẽ dừng lại cái khung hình này. Đấy đóng băng ở cái phim đấy lại còn cái đoạn video kia nó vẫn di chuyển tiếp tại vì cái ngoài cái người đàn ông này nó giữ lại thì tất cả những cái xung quanh này màu sáng nó nó sẽ bỏ đi. Thì ở đây nó sẽ tùy thuộc vào cái video của các bạn để bạn chọn phù hợp nhé chứ không phải là cái nào mình cũng sử dụng giống nhau để mình làm được các bạn nhé. Mà chẳng hạn như cái video của bạn nó có nền như thế nào hay là cái đối tượng của bạn nó dạng màu sắc thế nào để mình dùng chế độ hòa trộn nó phù hợp các bạn nhé. À, thì trong video này thì mình chia sẻ các bạn cách để bạn có thể làm nhanh đến những hiệu ứng uh, như vậy Trong video của mình nó khá là hay với chế độ hòa trộn hay còn gọi là blending mode à, Thì bạn cứ áp dụng thôi Ở dưới này nó còn rất nhiều chế độ nó khá là hay Như các bạn có thể dùng uh, overlay này Hay dùng uh, chế độ như là saturation, huy Và hay chế độ color để bạn có thể tùy biến những cái màu sắc của mình à, Thì đối với những cái này thì Chủ yếu mình vẫn sử dụng nhiều hai cái là cái vùng uh, giữ lại vùng uh, sáng Loại bỏ vùng tối và cái giữ lại vùng... Uh, À, tối và lại bổ vùng sáng là cái chế độ, chẳng hạn như chế độ darken, chế độ mantilla, chế độ lighten, chế độ screen này Một là hai cái này mình thấy dùng uh, nhiều nhất trong công việc. Uh, thì bạn cứ ứng dụng vào công việc cũng như học tập, bạn luyện nhiều thì khi bạn uh, chọn lại cái chế độ nào đấy bạn thấy rằng là à, cái cách thức của nó hoạt động như thế này đấy thì bạn hiểu được hơn thì sau này bạn làm bạn ứng dụng vào video mình nó sẽ chuyên nghiệp hơn các bạn nhé. À, rồi nếu bạn thấy video mình hay bổ ích các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận các uh, hướng dẫn và chia sẻ mới của mình. Uh, cảm ơn tất cả các bạn.